Mình đang đứng trên hòn đảo Santorini. Santorini Island là một hòn đảo nổi tiếng của thế giới, cách miền nam của đất nước Hy Lạp 200 km. Các bạn có thể đi đến đây bằng tàu, hoặc bằng máy bay, hoặc bằng trực thăng. Và hòn đảo này có 2 ngày cư dân sinh sống. Tất cả họ sống bằng nghề du lịch, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ biển. Thành phố này tương đối đắt đỏ. Phòng ốc có thể từ 300 đô cho đến khoảng vài ngàn đô. Còn các bữa ăn, cứ như món chính, men khốt khoảng từ 50 đô đến 100 đô la. Nhưng mà đến đây thì là một thành phố rất là đẹp, sạch sẽ và thú vị. Chỉ có 2 màu chủ đạo, đó là màu trắng và màu xanh của biển. Rất mong các bạn có dịp đến thành phố Sơn Thị. Chừng như là mình đang đi lạc vào thời Trung cổ cách đây. We'll be right back.
Paris thì các bạn nhớ đến ăn tối ở nhà hàng Paris, một nhà hàng vô cùng to nằm trên một đỉnh đồi ở dưới một vườn nhỏ làm rừng vàng của đất nước. Từ đó đến giờ là mình rất hay ăn món Caesar salad. Và đây là lần đầu tiên ăn món Caesar salad, là cái món Caesar có nghĩa là hoàng đế Caesar đó. Ông hoàng đế Đông hay ăn cái món này. Và lần đầu tiên ăn cái món này ngay trên đất nước Hy Lạp, là nơi mà ông vua này từng sống cách đây 2000 năm. Và giới thiệu sơ thì cái món này thì nó sẽ có cái chi là gochi, là làm từ sữa dê, cà chua, rồi nho và hành, ớt chuông và hành lá, và hành trắng, dưa leo. Nhưng mà cái cách trộn của nó thì đặc biệt là có cái lá nho, và cái trộn của nó thì rất là ngon. Nói chung là mình ăn món này rất nhiều lần, và mỗi lần đi ăn salad là để ăn Caesar salad. Và ở đây là lần đầu tiên tôi ăn. Bởi vì cái nhà hàng này rất là nổi tiếng, rất là ngon, và phải đi rất là xa mới đến được đến đây, nên mình bạo gan ăn thêm một món nữa, đó là món phiêu, món bê. Đây, món này rất là ngon. Với cái khung cảnh này, với món salad, với rượu vang của vùng này, trên đây, trên cái đồi nho. Đây là mình book chiếc du thuyền để đi quanh cái hòn đảo Santorini này. Cái đảo Santorini này là một cái hòn đảo được tạo ra nhờ cái động đất và núi lửa vào 16.000 năm trước. Cho nên là nó có rất nhiều bãi biển đẹp, với bãi biển đỏ hay là Red Beach hoặc là White Beach hoặc là Black Beach. Bây giờ là cái du thuyền của mình sẽ cập bến vào cái bãi biển gọi là Red Beach, là bãi biển cát đỏ. Đây là những cái vịnh nó rất là nhỏ, nó ví dụ như chứa khoảng vài trăm người, cho nên những người muốn ra tắm ở đây là phải đi bằng cái du thuyền để ra để tắm. Đây là lighthouse của hòn đảo Sydney. Các bạn muốn đi đến đây, các bạn phải book cái yacht này, đi khoảng hơn 2 giờ đồng hồ mới tới được. Sóng lớn cho nên là để quay được những đoạn video này là cực kỳ khó khăn, bởi vì tàu nó luôn đẩy lên đẩy xuống liên tục. Thank you.
here there is a small story about one man. There is one man, 67 years old. Thank you.
people say. We don't know if it is reality or not. But just as loved one woman, the woman let him for another man, and after all, would you like to take photo, sir? No, thank you. Later, yes. Yeah, so. Đây là đi trên nguyên cái chiếc du thuyền. Mọi người đang lặn xuống cái đèn cạn để bơi. Let's move back to. Yeah, we said next please, next please, then we are back. Đây là trên một cái du thuyền thì có hai cái phòng như thế này.